Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Mỹ xác nhận 11 trường hợp nhiễm virus corona. Reuters hôm nay, ngày 3 tháng 2, dẫn tin từ các quan chức y tế California cho biết họ đã xác nhận 11 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới ở Hoa Kỳ tính đến Chủ nhật ngày mùng 2 tây tháng 2. Với một trường hợp ở hạt Santa Clara và hai trường hợp khác ở hạt San Benito. Ở hạt Santa Clara, một phụ nữ và gia đình cô đang bị cách ly. Hiện cô đang ở một mình tại nhà riêng. Các quan chức y tế của hạt Santa Clara nói trong một cuộc họp báo rằng người phụ nữ chưa tới mức phải nhập viện. Người phụ nữ này Gần đây đã đi du lịch tới Vũ Hán, Trung Quốc và là trường hợp thứ hai ở Santa Clara nhiễm bệnh. Cơ quan y tế cộng đồng hạt San Benito công bố tin về hai trường hợp khác là một cặp vợ chồng ở hạt này trong một bản tin phát hành vào cuối ngày chủ nhật. Người chồng gần đây đã đi du lịch đến Vũ Hán và dường như đã truyền bệnh cho vợ mình. Cơ quan y tế cộng đồng hạt San Benito cho rằng những người này không phải nhập viện. hạt Santa Clara cách 40 dặm tức là 64 km về phía đông nam của San Francisco, trong khi hạt San Benito nằm khoảng 80 dặm về phía tây Fresno. Nỗi sợ virus thổi bay 393 tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc. Các nhà đầu tư đã mất trắng 393 tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán của Trung Quốc vào thứ hai, bán tháo đồng nhân dân tệ và bán giá phá giá vì lo ngại virus corona lan rộng vào ngày giao dịch đầu tiên tại Trung Quốc kể từ Tết Nguyên đán. Reuters thông tin hôm nay, ngày 3 tây tháng 2. Sự sụt giảm gần 8% trên sàn giao dịch Shanghai là mức giảm hàng ngày lớn nhất trong hơn 4 năm qua. Hoạt động bán tháo này diễn ra ngay cả khi ngân hàng trung ương Trung Quốc đã thực hiện đợt bơm tiền lớn nhất vào hệ thống tài chính kể từ năm 2004 và bất chấp các động thái điều tiết để kiềm chế bán. Trung Quốc chưa đồng ý cho Mỹ tới hỗ trợ ngăn virus corona. Cố vấn an ninh Mỹ Robert O'Brien hôm chủ nhật Ngày mùng 2 tây tháng 2, cho hay Trung Quốc đã minh bạch hơn về dịch virus corona so với các cuộc khủng hoảng trước nhưng vẫn chưa chấp nhận đề nghị cho đội ngũ y tế của Mỹ tới hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh. Chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời từ phía Trung Quốc về các đề nghị này, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng tiếp tục hợp tác với họ. Cố vấn an ninh Mỹ nói. Chúng tôi có rất nhiều chuyên môn. Đây là một mối lo toàn cầu. Chúng tôi muốn giúp các đồng nghiệp Trung Quốc nếu có thể và chúng tôi đã đề nghị trợ giúp. Chúng ta sẽ chờ xem họ có đồng ý hay không. Trong khi chưa được mời vào Trung Quốc, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong chuyến thăm Kazakhstan hôm ngày 2 tháng 2 rằng các quan chức CDC hiện có mặt ở nước láng giềng Kazakhstan để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus. Hồng Kông sẽ công bố vực thẳm suy thoái năm 2019 do biểu tình chiến tranh thương mại. Hồng Kông sẽ tiết lộ chiều sâu của cuộc suy thoái đầu tiên trong một thập niên vào thứ hai, khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bạo lực và cuộc chiến áp thuế quan thương mại giữa Washington và Beijing đã làm bốc hơi nền kinh tế đặc khu này trong quỹ cuối cùng của năm ngoái, theo Reuters, ngày 3 tháng 2. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra khi đợt bùng phát virus corona mới ở lục địa Trung Quốc đang tiếp tục làm kinh tế suy thoái. Hồng Kông cho đến nay đã phát hiện 15 trường hợp nhiễm virus corona, chính quyền đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm lưu lượng khách từ Trung Quốc nơi số người chết vì virus đã tăng lên 361 người số người chết vì virus Corona tiếp tục tăng số người tử vong vì virus Corona đã tăng lên 362 trường hợp trong số này có 361 người Trung Quốc số ca nhiễm cũng lên hơn 17.000 trên toàn cầu. Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay cho biết, tại tỉnh đã có thêm 56 ca tử vong, thêm 2.103 ca dương tính với virus corona chủng mới NCOV. Cùng ngày, Ủy ban Y tế ra tại Bắc Kinh ghi nhận có thêm 2.829 trường hợp mắc virus corona trên toàn quốc, người hát hủi vì dịch bệnh. Người dùng Lu Du Gao chia sẻ trên mạng xã hội Weibo rằng cô bị đuổi khỏi một nhà nghỉ ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, chỉ vì cô là người Vũ Hán. Lu Du Gao rời Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hôm 20 tây tháng 1, ba ngày trước khi chính quyền lệnh phong tỏa thành phố này vì dịch virus corona mới, NCOV. Cô biết trên Weibo vì cô là du khách người Vũ Hán, nên nay cô không được chào đón ở Hồ Nam. Ludogao than thở, tôi không thể hiểu nổi, ngay cả khi tất cả người Vũ Hán chúng tôi đều là xác sống, tôi không được ở trong nhà để ngăn dịch lây lan hay sao? Giờ tôi bị đuổi ra ngoài rồi và không biết phải đi đâu. Nỗi sợ hãi vì dịch virus corona lan rộng đã trông ngòi cho làn sóng căm ghét và phân biệt đối xử với những người đến từ Vũ Hán. Một số người dân đã bị chối bỏ trên chính đất nước của họ. Hoa Kỳ phát hiện đường dây bệnh mới của virus corona. Báo cáo y tế Hoa Kỳ đã tiết lộ thông tin quan trọng. Phần đã trở thành vật trung gian có thể truyền nhiễm virus corona, có nghĩa là virus corona không chỉ lây nhiễm bệnh qua đường hô hấp hay nhiễm trùng giọt mà còn qua đường tiêu hóa. Các chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và Sức khỏe Cộng đồng Washington đã công bố nghiên cứu lâm sàng đầu tiên về ca nhiễm virus corona với ở Hoa Kỳ trên tạp chí Y học New England, The New England Journal of Medicine NEJM vào thứ Sáu về việc phát hiện virus corona dương tính trong phân của một người đàn ông 35 tuổi. Phát hiện mới này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng y tế. Cho đến nay, báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc về bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa đề cập đến những vật có thể bài tiết của bệnh nhân. Nghiên cứu này đã cung cấp cho các nhà khoa học những manh mối mới về đường truyền dây bệnh của loại virus corona mới này, khả năng nguồn lây truyền bị xem nhẹ, nhất đó là tiêu chảy. Scott Lindquist, nhà dịch tễ học tại Bộ Y tế tiểu bang Washington cho biết, việc phát hiện virus corona 2019 trong phân của người đàn ông 35 tuổi là việc rất có ý nghĩa. Điều này làm tăng sự hiểu biết của mọi người về nó ông nói với các phóng viên trong cuộc gọi hội nghị vào thứ sáu, nó không chỉ lây lan trong dịch tiết đường hô hấp mà còn trong phần. Tuy nhiên, kết quả này đối với các nhà khoa học, trường kỳ nghiên cứu virus corona hay bác sĩ đã từng điều trị bệnh nhân nhiễm sa không có gì đáng ngạc nhiên. Khoảng 10% đến 20% bệnh nhân sa hội chứng hô hấp cấp tính nặng virus corona xuất hiện triệu chứng bị tiêu chảy. Phùng Tử Kiện, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cùng các đồng nghiệp đã công bố một báo cáo về 425 ca nhiễm bệnh ở Vũ Hán thời kỳ đầu trên tạp chí NEJM ngày 29 tháng 1 cho biết những bệnh nhân nhiễm bệnh ban đầu không có triệu chứng viêm phổi hình như sốt. Hiện tại chúng tôi biết rằng một số bệnh nhân gặp phải các chứng triệu tiêu hóa. John Nichols, giáo sư lâm sàng bệnh lý tại Đại học Hồng Kông cho biết nếu virus corona lây truyền qua đường tiêu hóa thì đeo khẩu trang vẫn chưa đủ phòng bệnh. Trung Quốc có rất nhiều nhà vệ sinh ngồi xổm, không có nắp đậy và mọi người chưa có thói quen rửa tay kỹ bằng xà phòng với nước sau khi đi vệ sinh. Nhà vệ sinh có khả năng trở thành nguồn lây bệnh. Nếu virus corona liên kết với cùng một thụ thể với xa trong cơ thể người thì nó có thể xuất hiện trong một người. Ông Nicholas nói, tôi nghĩ ở Vũ Hán, phân trong nhà vệ sinh có khả năng là nguồn lây bệnh. Cập nhật chiều 2 tháng 2, 305 người tử vong vì virus corona, 176 người ngoài lục địa Trung Quốc mắc bệnh. Theo báo cáo Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến chiều ngày 2 tháng 2 2020, tổng số trường hợp mắc bệnh trên toàn thế giới là 14.556, trong đó tại lục địa Trung Quốc 14.380, tổng số trường hợp tử vong 305, trong đó tại lục địa Trung Quốc 304, tại Philippines 1, tổng số trường hợp mắc bệnh ngoài lục địa Trung Quốc là 176, phân bổ tại 26 quốc gia cùng lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam có 7 trường hợp mắc bệnh tại Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh chưa có trường hợp nào tử vong. Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố. Chính quyền phố Ôn Châu, Chiết Giang ra lệnh hạn chế đi lại và đóng cửa các tuyến đường hôm nay nhằm ngăn dịch viêm phổi do virus corona theo AFP. Ông Châu, nằm cách Vũ Hán hơn 800 km về phía đông ở thành phố, thành phố đầu tiên ngoài tỉnh Hồ Bắc bị phong tỏa và hiện có 256 ca viêm phổi cấp do virus corona chủng mới. Tinh Chiết Giang có số ca mắc Verona Crisis cao thứ hai Trung Quốc và chưa có ca tử vong. Trung Quốc cấm tổ chức tang lễ cho nạn nhân virus corona. Theo thời báo Hoàng Cầu, Ủy ban Y tế gia Trung Quốc ngày 1 tháng 2 đã ban hành quy định cấm mọi hoạt động tang lễ chung cất có liên quan đến bệnh nhân nhiễm virus corona mới. Cụ thể hơn, NHC chỉ đạo tất cả mọi người qua đời từ virus corona phải được hỏa táng tại cơ sở gần nhất, không có lễ đưa tiễn đám tang nào liên quan đến thi thể được phép tổ chức. NHC nhấn mạnh. EU chuyển 12 tấn quần áo bảo hộ y tế tới Trung Quốc. Phóng viên TTXVN tại Đức cho biết sau khi Trung Quốc đề nghị hỗ trợ trung tâm điều phối trong tình huống khẩn cấp, ERCC thuộc Ủy ban châu Âu đã thông báo tới các nước thành viên EU, trong đó đã tiếp nhận đồng tổng cộng 12 tấn đồ bảo hộ y tế. Hiện số hàng này đã được vận chuyển tới Trung Quốc. Trước đó, Đức đã chuyển 10.000 10, bộ trang phục bảo hộ y tế tới thành Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để hỗ trợ lực lượng chức năng nước này trong quá trình triển khai ứng phó với coronavirus ở trung tâm dịch. Đài Loan yêu cầu WHO không liệt quốc đảo này thuộc Trung Quốc. Đài Loan đang yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong không được liệt quốc đảo này thuộc về Trung Quốc. Việc WHO coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc trong các tuyên bố cảnh cáo về dịch virus corona đã khiến nhiều nước cắt giảm một phần hoặc đình chỉ hoàn toàn các chuyến bay tới Đài Loan. Theo Router, cho đến ngày 2 tháng 2, Đài Loan báo cáo phát hiện 10 trường hợp nhiễm virus corona mới so với 14.000 ca tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, WHO lại còn hòn đảo dân chủ tự trị này là một phần của Trung Quốc và trong khuyến cáo của WHO rằng Trung Quốc đang trong tình trạng rủi ro rất cao, bao gồm cả Đài Loan. Luận tội không làm thay đổi thái độ của người Mỹ với ông Trump một cuộc thăm dò của NBC News, Wall Street Journal cho thấy người dân Mỹ phản đối việc loại ông Trump khỏi Nhà Trắng, theo USA Today. USA Today nhận định quá trình luận tội dường như không ảnh hưởng gì tới quan điểm của người dân Mỹ đối với Tổng thống Trump. Bằng chứng là con số thăm dò giữ ở gần như không thay đổi so với các cuộc thảo sát trước đây của NBC News Wall Street Journal. Cụ thể 46% người Mỹ được hỏi cho biết họ tán thành những việc làm của ông Trump và 51% có ý kiến ngược lại. Chúng ta đã trải qua một cuộc điều tra luận tội tại Hạ viện, một phiên tòa tại Thượng viện và thái độ của người Mỹ về Donald Trump hầu như không thay đổi người tổ chức cuộc thăm dò, ông Jeff Howard, người ủng hộ Đảng Dân Chủ, cho biết điều trớ trêu cho những người ủng hộ Đảng Dân Chủ là quá trình luận tội lại đang khiến những người ủng hộ Tổng thống Trump càng thêm yêu mến ông hơn. 36% người được hỏi cho biết họ mạnh mẽ tán thành thành tích của ông Trump. Con số cao nhất trong các cuộc thăm dò kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ trong khi đó, 33% người Mỹ cho biết họ có cảm xúc rất tích cực đối với ông Trump. Đây cũng là một mức cao mới dành cho vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp Trung Quốc khốn đốn vì virus Vũ Hán. Các nhà sản xuất vừa và nhỏ ở Trung Quốc đang ngày càng lo ngại về tác động của sự bùng phát dịch virus Vũ Hán. Sợ rằng doanh nghiệp của họ sẽ phải phá sản nếu như đại dịch đang diễn ra không được kiểm soát sớm. Theo bản tin hôm thứ hai ngày mùng 3 tháng 2 của SCMP. Các doanh nghiệp cần nhiều lao động đang lo lắng nhất vì chính quyền địa phương đã ra yêu cầu hạn chế tập trung đông người để ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán. Điều này ảnh hưởng lớn với việc sản xuất của họ. Các cửa hàng nhỏ, nhà hàng và các công ty hầu cần địa phương cũng đang chịu sức ép lớn từ sự kiểm soát dịch bệnh của chính phủ. Nhiều cơ sở kinh doanh thuộc nhóm này nói rằng họ chỉ có thể cầm cự trong 2 hoặc 3 tháng trước khi buộc phải đóng cửa mãi mãi. Theo cập nhật mới nhất của South China Morning Post, tính tới hết ngày chủ nhật, có thêm 55 người thiệt mạng vì virus Vũ Hán, đưa số người chết vì loại virus nguy hiểm này lên 361 người. 360 người ở Trung Quốc và 16.762 ca nhiễm bệnh. 16.582 ca ở Trung Quốc, tăng hơn 2.000 ca so với một ngày trước, số người chết và số ca nhiễm bệnh mới đã, đa, đã tăng mạnh so với con số thống kê được báo cáo hôm chủ nhật. Ngoài, ngoại trưởng Mỹ thúc giục Kazakhstan gây sức ép với Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm chủ nhật ngày mùng 2 tháng 2 đã kêu gọi Kazakhstan hãy cùng với Washington gây sức ép để buộc Bắc Kinh phải thay đổi cách đối xử với người Hồi giáo ở Trung Quốc, theo Reuters. Phát biểu trong chuyến thăm quốc gia từng là thành viên của Liên Xô, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông đã nêu ra vấn đề này trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Kazakhstan, Mustar and Globody. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề buôn bán người và tình cảnh của hơn một triệu người Hồi giáo duy ngô nhĩ và người kazakhstan bị đảng cộng sản trung quốc giam giữ ở tân cương ngay bên kia biên giới với kazakhstan ông pompeo nói hoa kỳ kêu gọi tất cả các nước tham gia với chúng tôi trong việc gây sức ép để chấm dứt ngay lập tức đối với sự đàn áp này chúng tôi đề nghị đơn giản là họ kazakhstan hỗ trợ nơi ẩn nấu an toàn và quy chế tị nạn cho những người tìm cách chạy trốn khỏi Trung Quốc. Thủ tướng Canada cảnh cáo tình trạng kỳ thị người Trung Quốc do virus corona. Trong sự kiện mừng Tết Nguyên Đán ở Scarborough, ngoại ô Toronto, Canada, ngày 1 tháng 2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảnh cáo về tình trạng kỳ thị đang nổi lên do tâm lý sợ sự lây lan của virus corona ở Canada, kênh CBC đưa tin. Ông Trudeau kêu gọi người Canada đoàn kết và nhấn mạnh không có chỗ cho sự kỳ thị do lo sợ hay do thông tin thất thiệt ở đất nước chúng ta. Hiện Canada đã có 4 trường hợp xác nhận dương tính với virus corona. khẩu trang, nước rửa tay cháy hàng khắp thế giới. Theo báo cáo New Zealand Herald, kệ hàng bày bán nước rửa tay dung dịch hoặc chai xịt sát khuẩn tại các siêu thị Auckland, New Zealand đều nhanh chóng cháy hàng trong một hiện tượng chưa từng thấy trước đây. Trung tâm thương mại Siam Square ở Bangkok, Thái Lan ngày 31 tháng 1 treo bảng hết hàng với tất cả các loại khẩu trang Báo Bloomberg đưa tin sau khi Mỹ xác nhận có ca dương tính virus corona đầu tiên, nhiều người Mỹ đã đổ xô đi mua khẩu trang N95, loại khẩu trang được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến cáo. Tuy nhiên, ở rất nhiều cửa hàng như CVS Low Stable, loại khẩu trang này đã hết hàng. Cách Trung Quốc nửa vòng trái đất, khẩu trang ở Canada cũng lâm vào tình trạng cháy hàng. Tại Hồng Kông, Người dân được khuyến khích đeo khẩu trang y tế, theo báo South China Morning Post trong ngày 30 tháng 1, hàng ngàn người đã xếp hàng mua khẩu trang và các nhà thuốc chỉ bán với số lượng giới hạn cho từng người. Tàu cảnh sát biển Trung Quốc lộng hành ở biển Đông. Các tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế EEZ của ba quốc gia Đông Nam Á trong tháng 12 2019 và đầu tháng 1 2020 theo báo cáo chương trình minh bạch hàng hải châu Á AMIS với công bố của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS báo cáo xác định tàu cảnh sát biển Trung Quốc xuất phát từ cơ sở quân sự phi pháp trên đá Vành Khăn, đá Subi và đá chữ thập tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam ở Biển Đông. Trung Quốc ngang ngược chiếm đóng, bồi đắp ba bãi đá này thành đảo nhân tạo phi pháp. Malaysia và Brunei được cho là chọn cách im lặng trước việc tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm phạm EEZ. Tuy nhiên, Indonesia kịch liệt lên án và công khai thách thức lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc theo Philippines Star. Iran sắp phóng vệ tinh. Iran sẽ phóng vệ tinh. Jaffa có nhiệm vụ thu thập hình ảnh phục vụ nghiên cứu khoa học và dự báo thảm họa thiên nhiên tại nước này, theo AFP. Mỹ yêu cầu Iran không theo đuổi kế hoạch phóng vệ tinh và cáo buộc nước này sử dụng tên lửa để có khả năng giống tên lửa đạn và vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nghị quyết được thông qua năm 2015 này tán thành thỏa thuận quốc tế và kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, kêu gọi nước này hạn chế các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn, đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Peter Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn quý vị kỳ tới kính chúc quý khán thính giả gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương